Xin chào các bác. Hôm nay em xin giới thiệu đến hai mẫu xe của bộ tháo lắp nhanh. Trước tiên là 930LB, máy 76kW, lốp từ 16/70/20. Đấy. Động cơ Zunay 76kW, két nước cắm mát rất là to. Con này được lắp thêm nòng ướt nhé. Nóng ướt, tay trang thủy lực. Con này nâng cao là 3,5 m, gầu xúc và càng lưng, gầu của nó là 1,2 khối. Khung càng rất là dày dặn và chắc chắn. Con này là 926, máy 58kW, cầu dầu số tự động, phanh dầu trợ lực hơi, lốp thì 23.5, xả tải là 3 m. Dầu 1 khối. Động cơ Zunay. Xe rất là dày dặn và chắc chắn nhé.